Gửi câu hỏi về chương trình ngày hôm nay thì khán giả Mỹ Tiên cũng hỏi thêm như sau. Gà nhà tôi nuôi được 3 ngày tuổi, có hiện tượng là bị ủ rũ, thâm bụng, khô chân, đi ngoài phân đen, hỏi nguyên nhân và cách điều trị. Vâng, thưa khán giả, chuyên gia Phạm Ngọc Thạch đã có câu trả lời như sau. Vâng, với cái độ tuổi đó và với cái biểu hiện trên đàn gà như chị mô tả, thì theo chúng tôi đàn gà của nhà chị bị mắc bệnh thương hàn. Để khắc phục hiện tượng trên thì anh cần tiến hành các cái bước sau đây. Thứ nhất là phải giữ ấm cho đàn gà, thì đấy là cái thứ nhất. Và thứ hai là dùng theo một cái phác đồ như sau. Dùng điện giải glucocase kết hợp với super ADE và kết hợp với multivit, hòa với nước cho gà uống tự do hàng ngày. Đồng thời dùng một trong các loại thuốc sau đây để trộn vào khẩu phần ăn hàng ngày hoặc là pha với nước uống như Ampicolit hoặc là Neocolit hoặc là Colicoc hoặc là Flo 30, hòa hoặc trộn vào khẩu phần ăn hàng ngày cho gà ăn hoặc là uống liên tục 5 đến 7 ngày. Và dùng men tiêu hóa trộn vào khẩu phần ăn như Lactobin King hoặc là Lactozim hoặc là Multizim hoặc là Prozim, trộn vào khẩu phần ăn hàng ngày cho gà ăn liên tục là 7 đến 10 ngày. Thế còn cái thuốc mà glucocase với super ADE với Multivit thì anh chỉ hòa với nước cho gà uống tự do từ 10 đến 15 ngày. Một câu hỏi đến từ khán giả Văn Toàn đã hỏi chương trình như sau. Hiện nay thì gà mới nở bị khô chân rồi chết. Hỏi chuyên gia là nguyên nhân tại sao và cách điều trị như thế nào? Vâng, thưa anh Toàn thân mến, câu hỏi của anh đã được chuyên gia Phạm Ngọc Thạch tư vấn như sau. Vâng, thì anh nói như vậy thì nó rất là khó, bởi vì cái hiện tượng khô chân và chết thì nó có rất nhiều các cái nguyên nhân gây nên. Thứ nhất là do các bệnh ở đường tiêu hóa, ví dụ như thương hàn, ví dụ như E. coli, hoặc có thể là do bị một số các cái tác động của cái vi khuẩn khác. Thứ hai là có thể là do bệnh ở đường hô hấp, ví dụ như CRD, ví dụ như ORT, vân vân. Nhưng đối với trong trường hợp mà đàn gà của nhà anh và với cái độ tuổi như vậy thì theo tôi rất có thể là đàn gà của nhà anh bị mắc bệnh thương hàn, và ở cái độ tuổi này thì người ta thường gọi là bệnh mạch lị đối với gà con. Để khắc phục hiện tượng trên thì anh cần tiến hành các cái bước sau đây. Bước thứ nhất là phải kiểm tra lại cái nhiệt độ ở quầy uống. Tức là ở cái giai đoạn mà từ 1 ngày tuổi cho tới 1 tháng thì cái đòi hỏi nhiệt độ của đàn gà rất là cao, dao động từ 32 đến 33 độ C. Và nếu mà nhiệt độ không đủ thì sẽ gây nên các cái bệnh ở đường tiêu hóa, ví dụ như là thương hàn, ví dụ như là E. coli, và thậm chí có thể có hiện tượng bệnh ở đường hô hấp. Do vậy anh phải kiểm tra nhiệt độ và để điều chỉnh lại cái nhiệt độ cho nó thích hợp. Thế vậy thì điều chỉnh như thế nào? Anh quan sát toàn bộ đàn gà ở trong quầy úm. Nếu mà đàn gà tản đều trong các quầy úm thì đấy là nhiệt độ vừa đủ đối với đàn gà. Nhưng nếu đàn gà tụ lại vào trong các cái khu vực bóng đèn thì đấy là nhiệt độ chưa đủ, hoặc là gà nằm tản ra hết các cái rìa của quầy úm thì đấy là nhiệt độ quá nóng. Do vậy trong trường hợp này anh có thể điều chỉnh nhiệt độ cao thấp của bóng đèn và có thể thêm giảm bớt bóng đèn. Thì đấy là bước thứ nhất là anh cần lưu ý. Bước thứ hai là anh sử dụng theo một cái phác đồ như sau. Thứ nhất là dùng thuốc trợ sức trợ lực, nâng cao sức đề kháng và tăng cường quá trình tiêu hóa hấp thu. Anh dùng điện giải vitamin kết hợp với super vita, đó là vitamin tổng hợp, và kết hợp với vitamin A, D, E. Thì những thuốc này anh hòa với nước cho gà uống tự do. Đồng thời anh dùng thuốc để điều trị cái vi khuẩn Salmonella thì anh có thể dùng một trong các loại sau đây như Neocolit hoặc là Ampicolit hoặc là Enzoflox 20% hoặc là Enrosin. Anh hòa với nước cho gà uống theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và với phác đồ trên anh điều trị liên tục 5 đến 7 ngày. Gửi câu hỏi về chương trình ngày hôm nay thì khán giả Nguyễn Văn Tú Tài có hỏi như sau. Gia đình tôi nuôi một đàn gà 50 con. 3 ngày nay thì gà có hiện tượng là đau mắt, cù rù và hen khẹt. Đã dùng thuốc Doxy 50 nhưng thấy không hiệu quả. Hỏi nguyên nhân
và biện pháp điều trị. Vâng, thưa anh Tú Tài thân mến, chuyên gia Phạm Ngọc Thạch đã chẩn đoán bệnh cho đàn gà như sau. Vâng, thưa anh, với cái biểu hiện trên thì theo chúng tôi đàn gà của nhà anh bị mắc bệnh CRD hay gọi là viêm đường hô hấp mãn tính, và đấy cũng là một cái triệu chứng điển hình của cái bệnh viêm đường hô hấp mãn tính. Và cái doxy thì trước kia có tác dụng rất là tốt, nhưng hiện nay là có thể đã dùng nhiều và cho nên có hiện tượng kháng thuốc. Vì vậy tôi giới thiệu cho anh theo một cái phác đồ sau đây. Để điều trị cái hiện tượng viêm mắt thì anh dùng răng tam đi trên dạng nước, anh nhỏ vào mắt gà bị đau ngày 2 lần, sáng và chiều. Và đồng thời anh trộn vào khẩu phần ăn hàng ngày hoặc pha với nước uống với các loại thuốc sau đây, như timicosin hoặc là erythromycin hoặc là cefotaxin, tức là một trong ba các loại thuốc đây, nó thường mà chưa có hiện tượng kháng thuốc của vi khuẩn. Một trong ba loại thuốc này anh trộn cùng với một loại thuốc giảm viêm rất tốt, đó là prednisolone. Prednisolone anh đến hiệu thuốc của nhân y anh mua, và một vỉ tán nhỏ anh dùng cho hai tạ gà, trộn với một trong ba loại thuốc như tôi nêu ở trên, timicosin hoặc erythromycin hoặc là cefotaxin, cho gà ăn hoặc là pha với nước uống liên tục 5 đến 7 ngày. Và để giảm cái lượng dịch tiết thì anh dùng bromhexin hòa với nước cho gà uống theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Để cho đàn gà nhanh chóng được hồi phục thì anh dùng glucocase kết hợp với vitamin tổng hợp như Supervita hoặc là Multivit, và kết hợp với ADE hòa với nước cho gà uống liên tục 10 đến 15 ngày.